sẽ trở thành sự thật. Cơn mưa nắng hạn dịu lòng nặng nỗi đau. Hỏi tại sao ta không thuộc về nhau? Nói đi là đi, em quá vô tâm rồi. Đến nhanh vội đi ngay, ai mở lối đi để em rời xa anh không còn ai đưa đón. Nói về mình anh vẫn. Mấy giờ Như? Rồi là 1 giờ mấy rồi đúng không anh? Rồi 2 giờ đêm nữa. Rồi, bữa nó 1 giờ mấy sáng. Vừa xong làm lên. Bye. Em có quay cái gì chứ? Thôi chờ quay xong đi, cái này nữa xong rồi. Ok, vậy sao cảnh này là sao mà đã ăn uống xong nghỉ ngơi ngay này. Sáng bây giờ 6 giờ ngủ được có mấy này mình nói mấy giờ ta 3 giờ ngủ được 3 tiếng rồi mà ok hẹn gặp lại cả đoàn vào ngày mai. Đây là 5 giờ sáng rồi, mọi người phải dậy để make up để đi quay tiếp cho kịp nắng. Buồn ngủ không? Rất là buồn ngủ, lại do ngủ gật luôn. Anh thức 5 giờ sáng ngủ đây. Anh thức không ngủ đây. Thức luôn rồi, ngủ luôn. Bây giờ thì cả ekip đã thức dậy để chuẩn bị rồi qua tiếp bối cảnh 2 để quay cho nó tròn vẹn cái MV. Bây giờ thì mình vừa thực hiện xong cái MV rồi, cũng rất là may mắn khi ngồi trời thì cũng mưa rất là nhiều. Và mong là các bài hát sắp tới phát hành của mình trên kênh Hồn Hiếu TV, các bạn sẽ ủng hộ thật nhiều cho mình và ekip. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều.